Surface Laptop vốn là dòng laptop theo form truyền thống nhằm hướng tới người dùng làm việc văn phòng chuyên nghiệp với bàn phím vật lý đi kèm máy rất phù hợp với những người dùng thường xuyên phải gõ phím và nhập liệu. Nhưng với tốc độ phát triển của nhu cầu người dùng hiện nay thì liệu Microsoft có nên nâng cấp dòng Surface Laptop 4 cụ thể là Surface Laptop 5 sắp tới sẽ cần thêm các đồ họa rời hay không? Và mẫu mới này sẽ hướng tới người dùng nào? Hãy cùng Surface Việt trao đổi trong video này nhé! Do sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và mạng xã hội ngày nay, người dùng văn phòng truyền thống vốn chỉ hay sử dụng Word, Excel hay PowerPoint và thêm một vài phần mềm phụ bổ trợ khác để làm việc thì nay đã khác. Người dùng hoàn toàn có thể sử dụng laptop để edit video hình ảnh, post mạng xã hội, đặc biệt là các công việc liên quan tới sáng tạo nội dung, content creator. Do đó mà một chiếc laptop có các đồ họa rời sẽ giúp giải quyết công việc nhanh hơn. Surface Laptop 5 sắp ra mắt tới đây được người dùng kỳ vọng là sẽ có thêm tùy chọn option nâng cấp cao hơn là thêm các đồ họa rời NVIDIA gì đó. Do là một thiết bị theo form laptop truyền thống, không bị giới hạn trong thiết kế nên Microsoft hoàn toàn có thể trang bị cho phiên bản Surface Laptop 5 bản 15 inch hoặc thậm chí là có thêm tùy chọn màn hình nâng cao hơn là 17 inch với CPU Intel Gen 12 đi kèm VGA rời ATX 3050 Ti, 3060 Ti sẽ giúp gia tăng sức mạnh sử dụng các tác vụ đồ họa lên đáng kể. Tất nhiên, với việc nâng cấp sức mạnh thì phiên bản 15 inch hoặc 17 inch này sẽ có thể to hơn, dày hơn một chút để có thêm quạt tản nhiệt và khe tản nhiệt còn với với phiên bản 13.5 inch thì sẽ vẫn là CPU tiết kiệm điện. Surface Laptop 1 2 3 4 đã giữ nguyên form thiết kế trong suốt 4 đến 5 năm vừa rồi. Còn với Surface Laptop 5, hy vọng Microsoft sẽ có thể update thiết kế mới, có thể là phần viền màn hình sẽ được làm mỏng, sexy, kiểu tràn viền như trên dòng Surface Pro 8, Pro 9 chẳng hạn. So với dòng Surface Pro thì có vẻ như Surface Laptop 4 chịu thua thiệt khá nhiều về chất lượng hiển thị. Do đó mà với màn hình lớn hơn, Surface Laptop 5 có thể sẽ nâng cấp thêm option về màn hình lên thành 3K hoặc 4K để có độ chuẩn màu sắc cao hơn bởi với cấu hình mạnh có VGA rời thì chắc chắn rồi người dùng cũng cần một màn hình đẹp chuẩn màu sắc để làm công việc chuyên sâu hơn tổng kết lại thì Surface Laptop 5 hứa hẹn sẽ có nhiều nâng cấp và thay đổi mà người dùng chờ đợi nhất chính là cấu hình và màn hình liệu Microsoft có thay đổi và lắng nghe người dùng hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới nhé các anh chị kỳ vọng gì ở thế hệ Surface Laptop 5 hãy để lại một ý kiến bình luận ở dưới phần bình luận của video này nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo